Xin chào quý vị và tất cả bạn, xin chào các quý anh chị. Chúng ta quay trở lại với kênh của Đỗ HPK. Ôi ôi, trong mấy trở ngày tại đây thì em thấy rằng là VinFast, Fadin dạo này hot quá cả nhà ạ. Ôi, giảm giá gì còn có 262 triệu đúng không ạ? Đó, rồi, thế là thấy mấy anh em ở bên VinFast bán rất là tốt. Vậy nên ngày hôm nay em chơi lớn sẽ báo giá cho cả nhà, không phải dòng VinFast mà là Hyundai Santa Fe năm 2021 ở giữa tháng 7 này. Để em cập nhật chi tiết cho cả nhà luôn, vì Hyundai Santa Fe mới ra mắt trong tháng 6, nhưng ngày hôm nay trong tháng này bên em cũng sẽ giảm giá rất nhiều ạ. Và để cập nhật chi tiết và cũng như lăn bánh và cũng như khuyến mãi ở thời điểm này, thì trong clip ngày hôm nay em sẽ nói chi tiết cho cả nhà. Và trước khi clip bắt đầu thì cả nhà giúp em đăng ký kênh, ấn vào cái nút đăng ký giúp em và ấn nút chuông ạ, để không bỏ lỡ bất cứ một video nào của em ạ, để em cập nhật cho mọi người khuyến mãi từ những dòng xe như Hyundai, Kia, Mazda, Toyota và cả VinFast nữa. Đó, thì mọi người thích dòng xe nào comment cho em ở phía bên dưới, em sẽ làm clip cho cả nhà nha. Để không mất thời gian của quý vị các bạn thì em sẽ bắt đầu ngay clip ngày hôm nay. Thì thưa quý anh chị rằng là Hyundai Santa Fe là dòng xe mà chúng ta có rất là nhiều bản, 6 bản tất cả, 3 bản máy xăng và 3 bản máy dầu. Đó, thì bây giờ thì em sẽ chia sẻ luôn cho anh chị về bản máy, mọi người thích máy xăng hay máy dầu chưa ạ? Em chia sẻ máy xăng trước đi. Nếu mà quý anh chị chúng ta muốn bản máy dầu thì chúng ta tua đến cái phần máy dầu nhá. Với phiên bản máy xăng tiêu chuẩn ạ, thì chúng ta có mức giá bán là 1 tỷ 030 triệu đúng không ạ? Thì ở thời điểm hiện tại thì bên em đang bán với mức giá khuyến mãi là 1 tỷ 011 triệu đồng ạ, 11 triệu đồng. Và tất nhiên cái khuyến mãi này còn sẽ tốt hơn cho quý anh chị nữa, vì phiên bản này, phiên bản tiêu chuẩn chúng ta có rất là nhiều option rồi. Đó, để cụ thể như thế nào anh chị gọi vào hotline ở bên phía góc trái màn hình nhá, em sẽ tư vấn trực tiếp hoặc là anh chị kết bạn Zalo với em. Còn nếu mà anh chị để lăn bánh được phiên bản này ở Hà Nội, tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh, lần lượt là ở Hà Nội là 1 tỷ 158 triệu đồng, và ở tỉnh là 1 tỷ 120 triệu đồng ạ, và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 135 triệu đồng. Và anh chị nhớ giúp em Hà Nội thuế 12%, tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thuế 10% mà thôi. Đó, và thành phố Hồ Chí Minh thì cao hơn tỉnh một chút do là tiền biển 20 triệu. Đó, được chưa ạ? Thì tất nhiên là giá sẽ từng thời điểm khác nhau, và em sẽ cam kết dành cho anh chị rằng là báo cho anh chị cái giá tốt nhất ở thời điểm anh chị gọi điện ạ. Tất nhiên giá này còn khuyến mãi tốt hơn. Đấy, anh chị vui lòng gọi điện vào giúp em hotline nha. Còn riêng Hyundai Santa Fe anh chị chuẩn bị giúp em thôi 384 triệu đồng, tất cả giá xe. Vậy chỉ chuẩn bị cho em như vậy thôi là đã lăn bánh được rồi. Bên em hỗ trợ cho anh chị lên tới là 8 năm và vay 85% giá trị xe. Đó, mỗi tháng sẽ chỉ trả khoảng tầm 6,7 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu xe rồi, và gần như không bị mất phí tất toán, được chưa? Đó, thôi nói qua về phiên bản máy xăng tiêu chuẩn một chút. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phiên bản máy xăng đặc biệt ạ, có mức giá niêm yết là 1 tỷ 190 triệu, nhưng chắc anh chị biết rồi. Thì nhưng mà giá khuyến mãi của chúng ta là 1 tỷ 168 triệu, và em cam kết giá này còn tốt hơn nữa. Nhưng mà ở trong thời điểm clip này thì em chỉ chia sẻ được với anh chị như vậy thôi, tại vì nó liên quan đến chính sách giá của đại lý. Thì em nhưng em cam kết rằng cho anh chị là sẽ giá tốt hơn. Anh chị cứ gọi điện hoặc kết bạn Zalo, em sẽ gửi về màu xe, lãi suất, khuyến mãi cho anh chị cụ thể. Anh chị kết bạn Zalo với em nha. Rồi ạ, để lăn bánh được đối với phiên bản đặc biệt thì sẽ là 1 tỷ 333 triệu nếu anh chị ở Hà Nội, tỉnh sẽ là 1 tỷ 293 triệu, và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 307 triệu ạ. Vừa phiên bản cuối cùng của phiên bản máy xăng đó chính là Hyundai Santa Fe phiên bản 2.5, phiên bản cao cấp, với mức giá niêm yết là 1 tỷ 240 triệu ạ. Thì ở thời điểm hiện tại em nói thật với anh chị là phiên bản cao cấp này không có xe, và bọn em chỉ sản xuất khoảng tầm 5% giá trị của tất cả các dòng xe thôi. Thế là ở thời điểm hiện tại chính sách giá bên em là không khuyến mãi đó, nhưng khi anh chị gọi điện thì em sẽ cam kết rằng giá sẽ tốt hơn cho anh chị, và tất nhiên là có những cái gói quà tặng khác nhau. Để lăn bánh được ở Hà Nội đối với phiên bản này sẽ là 1 tỷ 410 triệu.
còn 5 bánh ở tỉnh sẽ là 1 tỷ 368 triệu. Còn cuối cùng những quý anh chị chúng ta đang ở thành phố Hồ Chí Minh nhé, thì là 1 tỷ 365 triệu. Rồi, phiên bản tiếp theo em sẽ chia sẻ cho anh chị, đó là những anh chị đang quan tâm đến máy dầu. Phiên bản quan tâm máy dầu chúng ta có 3 bản. Đây, những anh chị nào mà bắt đầu thích máy dầu, anh chị em sẽ cập nhật luôn cho anh chị ở đây. Đầu tiên là phiên bản tiêu chuẩn là 2.2, máy dầu 2.2 rất tiết kiệm nhiên liệu, thì có mức giá niêm yết là 1 tỷ 130 triệu dùng máy xăng đúng không ạ? Nhưng khuyến mãi tốt hơn máy xăng, chỉ còn là 1 tỷ 109 triệu đồng mà thôi. Và tất nhiên còn khuyến mãi thì sẽ tốt hơn một chút xíu khi mà anh chị gọi điện. Nếu mà 5 bánh ở Hà Nội thì sẽ là 1 tỷ 268 triệu, ở tỉnh thì sẽ là 1 tỷ 229 triệu, và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 245 triệu đồng đó. Rồi ạ, tiếp theo là phiên bản đặc biệt, có nhiều hơn option một chút so với phiên bản máy dầu đó, thì so với phiên bản là máy tiêu chuẩn thì chúng ta có giá niêm yết là 1 tỷ 290 triệu, cao hơn một chút đúng không ạ, cao hơn khoảng 160 triệu. Thì bây giờ hiện tại bên em đang có mức giá khuyến mãi là 1 tỷ 266 triệu đồng ạ. Và nếu anh chị mà muốn giá tốt hơn, anh chị vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình giúp em. Em sẽ cập nhật và bảo giá chi tiết cho anh chị. Và để lăn bánh được đối với phiên bản này ở Hà Nội thì xe của anh chị sẽ là 1 tỷ 445 triệu, ở tỉnh sẽ là 1 tỷ 401 triệu, và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 417 triệu đồng ạ. Và nếu giá khuyến mãi có thay đổi thì cái giá lăn bánh này cũng sẽ thay đổi, nên anh chị cứ gọi điện, em sẽ gửi cho anh chị báo giá bảng kê lăn bánh chi tiết cho anh chị. Rất đơn giản thôi, anh chị chỉ cần book máy lên hoặc nhắn tin cho em sẽ phục vụ anh chị nhiệt tình đó. Và cuối cùng là quý anh chị chúng ta đang quan tâm đến phiên bản máy dầu cao cấp. Phiên bản máy dầu cao cấp này thì khách hàng mà lấy ở thời điểm tại thì bên em bán đúng giá niêm yết luôn, 1 tỷ 340 triệu, 1340. Tất nhiên có gói tặng, có quà tặng, nhưng đối với tiền mặt thì bên em sẽ có du di một chút, nên anh chị cứ gọi điện vào hotline ạ. Thì là lăn bánh được ở Hà Nội với phiên bản này thì sẽ là 1 tỷ 525 triệu, còn anh chị ở tỉnh sẽ là 1 tỷ 480 triệu, và quý anh chị chúng ta đang ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là một tỷ 490 triệu đó, nếu anh chị chúng ta đang ở thành phố Hồ Chí Minh, được chưa ạ? Rồi, vậy là em vừa cập nhật cho anh chị với 3 phiên bản máy xăng và 3 phiên bản máy dầu. Anh chị thích phiên bản nào, anh chị comment ở cho em ở phía bên dưới, hoặc gọi điện hotline, đừng ngần ngại, cứ book máy gọi lên, em sẽ phục vụ anh chị nhiệt tình. Báo ra chi tiết hoặc kết bạn Zalo với em sẽ gửi cho anh chị tin nhắn về khuyến mãi, về giá lăn bánh và cả thời gian giao hàng, màu xe và lãi suất anh chị nếu trong trường anh chị vay. Mình nói thật với anh chị rằng là khách hàng vay của em thì rất là nhiều, đặc biệt kể cả khách hàng nợ xấu thì bên em vẫn giải quyết được hoàn toàn anh chị nhé. Đấy, thì nếu anh chị đang có nhu cầu đặt hàng, anh chị vui lòng gọi điện vào hotline giúp em sẽ báo cho anh chị cụ thể. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích dành cho anh chị. Đừng quên rằng anh chị đăng ký giúp em cái nút đăng ký đó, ấn vào nút đăng ký giúp em để ủng hộ em nhé, em ra nhiều clip hay hơn. Và thay cho lời kết, anh chị hãy ngắm nhìn lại một lần nữa nội thất và ngoại thất của chiếc xe này trước khi mà chúng ta đặt hàng, được chưa? Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở trong clip tiếp theo. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện vào hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất.